Hello, hôm nay mình sẽ đi săn cá chim, cá chép, cá trôi nha mọi người. Rồi mọi người nhớ theo dõi mình nghe. Có giật không Hoàng Anh? Giật Hoàng Anh ơi, bự lắm. Nặng lắm á. Từ anh gấp. Từ quấn từ thôi, nó chạy trời ơi, chạy khóa rồi. Con gì bự dữ vậy? Trời. To, tôm thúi đó. Chơi to, tôm thúi á. Tôm thúi đó hút cá. Tôm thúi á. Trời, chơi vô luôn anh. Hay quá. Ôi. Quá trời. Quá à. Ôi, con này cỡ mấy ký? Ký hơn nhỉ? Nó nút lưỡi luôn trời. Rồi, nước lỗi rồi, thua luôn. Nữa. Ăn lại rồi nha. Đó nước nó chảy nó ăn. Chim vũ giỡn giỡn phải lấy cái giỡn mới được. Ôi mấy ký luôn. Ôi chim vũ hết hồn luôn. Con này tận ký rồi ha. Ui ký hơn không Hoàng Anh? Ký quá bự luôn. Chụp em chưa? Đang quay em chưa biết. Tên hàng khủng quá. Em đúng không này đó đẹp không à? Cái máy nha. Khỏi sợ đứt dây luôn á hả? Trời ơi. Ôi ở đây còn có con chim khủng luôn. Rồi. Quay cá qua nhìn nó mới bự nè. Nữ cần thủ lên cá nữa. Một hai ba. Cá bự nha bà con. Cá gì cá gì? Chưa. Lại lội xuống đi chứ hả? Chơi nữa trời ơi. Đâu? Ui. Chơi nữa. Chơi nữa. Trời ơi, tưởng là cá trôi khủng rồi hả? Ủa chạy cũng dữ à. À. Chạy vậy là thấy không khó. Từ anh câu cá mà đâu có lộn lạo gì đâu. Đâu ai giành giật gì đâu hả? Ồ cá ba bi. Đó thì cũng bự chứ đâu có nhỏ nó hả? Lê lệ luôn. Làm quá. Cá nói làm nho là đúng rồi. Mình còn cái chắc là cho nó ra cái chứa màng để nó bơi được. Tại vì mấy con nhỏ là chiều mình thả. Không đừng có cột vậy. Khó gỡ lắm. Tụi kéo nhau rồi vậy rồi. Đó.
Con đi con gì? Chép luôn. Ủa? Chép này ngộ quá hả? Cá coi. Ai đuôi không? Không thả không à. Thả nó bên này nè. Đó chép coi à, mới thả ra. Còn không, còn không. Lên cách chép nha anh em. Chết rồi, chết rồi. Ồ, cá chép vàng. Chép vàng nào vàng nha. Quá dữ. Rồi. Rồi giờ đi, đi lấy giọng. Vô lấy giọng ha. Giọng đi. Rồi lên cách chim nghe. Đâu thấy cách chim đâu? Cách chim bự á. À chim chim nghe. Mới ăn chim giờ lên chim rồi. À ơi cách chim đẹp quá. Ủa cám này cách chim ăn hả? Cám vàng vàng nè. Ăn lãng nó bụng rồi nó ăn cơ bản là vậy. Ăn nữa rồi. Trời ơi. Con này mà đi ghe nhìn gặp đó thì muốn ngán nữa. Ủa hồi lâu câu con cá trê hay cá tra gì ở đây có. Đó mày chạy tới mày cắn qua quà tao nói. Nhớ không nãy hồi đó mày có này. Lâu rồi. Mày chắc 2 kg quá. Đưa bàn tay vô nữa, đưa bàn tay vô nữa. Không có 2 kg.